thảo luận ở tổ về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các đại biểu cho rằng luật này cần kế thừa quy định của luật phòng cháy chữa cháy hiện hành, do vậy không làm phát sinh biên chế tổ chức bộ máy tổ chức, nhưng cần đảm bảo nguồn nhân lực tài chính để tổ chức triển khai thi hành luật. Về phạm vi điều chỉnh, đại biểu Nguyễn Thanh Phương cho rằng nhận thức của con người về phòng chống cháy nổ là cực kỳ quan trọng, do đó đại biểu đề nghị. Phạm vi điều chỉnh đó, thì tôi thấy là mình nói nặng về vấn đề là quy định về phương tiện này kia, nhưng mà tôi nghĩ là nên bổ sung thêm một cái nội dung nữa đó là nâng cao nhận thức và năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cộng đồng hay là của con người. Thì để làm chi? Để họ trong các cái quy định đó, là mình sẽ bổ sung thêm một cái điều là đào tạo, nâng cao, tuyên truyền về cái nhận thức của con người cho nó tới nơi tới chốn. Liên quan tới một số điều khoản cụ thể, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đề nghị. Tại điều 26 về cái nguồn nước và chất chữa cháy, nội dung này thì tại khoản 2, ngoài cái việc mà chúng ta xác định cái nguồn chữa cháy là nguồn nước và bể nước sinh hoạt thì chúng ta bổ sung thêm cái cụm từ là các cái nguồn nước khác. Như vậy thì khoản này thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại cho nó phù hợp và bổ sung thêm cái từ là có nguồn nước khác. Liên quan khả năng bảo đảm của nguồn nhân lực, tài chính để tổ chức triển khai thi hành luật, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Giang Thuận đề nghị. Về tài chính thì hiện nay là đang đảm bảo thực hiện bằng nguồn ngân sách và các cái nguồn lực là hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Thì bên cạnh đó, dự thảo luật đã có những cái quy định cụ thể về công tác xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực tài chính từ nhân dân để tổ chức triển khai thi hành luật. Trường hợp thực hiện quy định về xử lý các cái cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy thì người đứng đầu cơ sở đó là có cái trách nhiệm đảm bảo về kinh phí để khắc phục. Vì vậy, với những cái nguồn lực như đã nêu trên, thì khi lực phòng cháy và chữa cháy cứu nạn cứu hộ có hiệu lực thi hành thì về cái biên chế tổ chức và ngân sách nhà nước phải chi trả để thi hành sẽ cơ bản được giữ vững như hiện nay, đảm bảo tính khả thi khi triển khai luật. Về biên chế bộ máy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho rằng luật phòng cháy chữa cháy hiện hành đang quy định lực lượng phòng cháy chữa cháy gồm lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Đây là lực lượng nòng cốt trong hoạt động phòng cháy chữa cháy. Trong đó, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành là lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm.